quá khứ ít người biết của danh ca chế linh danh ca chế linh vô cùng nổi tiếng với dòng nhạc vàng dù tuổi đã cao ông vẫn giữ được giọng hát trời phú hiện tại chế linh đang sống cùng người vợ thứ tư bình an ở canada ông thỉnh thoảng về việt nam hát và nhận được sự đón nhận đông đảo từ khán giả mới đây chế phong con trai chế linh đăng tải loạt video hai cha con gặp gỡ trong một lần trò chuyện danh ca chế linh nói vui ba bây giờ chưa chết sớm được đâu nên cũng chưa để lại cho các con gì hết đời sau này ba chết rồi có tài sản gì cho các con hết. Tài sản của ba thì nhiều thứ lắm, từ quần áo cũ, đồ cũ tới máy móc, bàn kế, tất cả đều là đồ cũ chứ không phải đồ mới, chất đống thành thùng thành kho. Một lần khác, Chế Phong từng đặt câu hỏi trực tiếp với cha ruột về vấn đề sử dụng tác quyền của các ca khúc mà ông sáng tác. Chế Linh bộc bạch, ba chẳng có gì để lại cho các con, chỉ có những ca khúc do ba sáng tác. Đó sẽ là gia tài của các con sau này, là cái ba muốn để lại cho các con bà nói rõ luôn về vấn đề tác quyền những ca khúc của ba sáng tác đều thuộc về các con hết nếu sau này có thu được tiền tác quyền cũng là của các con và các con cứ việc đem ra hát nếu không có các con ở đó thì không ai được thu tiền tác quyền trước đó chế phong từng vô cùng tự hào về bố ruột của mình tôi rất hãnh diện về tài sản âm nhạc bà để lại mình phải có trách nhiệm bảo tồn nó không có gì phải e ngại điều quan trọng là mình thể hiện nó đàng hoàng tự tế đừng để người ta nói cha làm thầy còn đốt sách khi được hỏi điều gì khiến anh khâm phục nhất ở cha mình, chế Phong đáp: "Mình không tưởng tượng được ở tuổi 80 mà ba vẫn hát được hơn 30 bài. Như vậy có đáng khâm phục không các bạn? Một điều nữa, ba có 14 người con, tuy không cùng một mẹ nhưng vẫn thương yêu nhau như cùng một mẹ sinh ra. Và đặc biệt là 7 người con trai, 7 người con gái, chắc nhờ ơn trời sắp đặt mới được như vậy." Nam danh gia chế Linh được mệnh danh là nghệ sĩ nhiều vợ con nhất showbiz Việt. Ông xác nhận có tất cả 7 người con trai, 7 người con gái. Trong số 14 người con, có 7 người đam mê âm nhạc giống cha. Một số người theo đuổi nghệ thuật có thể kể đến như Chế Phong, Chế Phi và Chế Kha. Ông tự nhận khi các con theo nghiệp ca hát sẽ vất vả bởi cái bóng của người cha quá lớn, nên ông mong bù đắp, hỗ trợ các con có thể thành công hơn. Chế Linh cũng có quá khứ ít ai ngờ tới. Trong các clip chia sẻ trên Youtube cá nhân, ông kể bản thân bỏ quê lên thành phố lập nghiệp từ sớm với bộ quần áo, một chồng bánh tráng và ít tiền lẻ công việc đầu tiên của chàng trai trẻ tuổi chế linh khi mới chân ướt chân ráo từ quê lên tỉnh chính là đi đánh giày nhưng đánh giày không có kinh nghiệm nên bị khách chê mấy ngày sau chàng thanh niên ấy lại chuyển qua làm nghề giúp việc cho một cặp vợ chồng người hoa công việc hàng ngày khá đơn giản là đưa con của ông chủ đến trường và đón về vì việc nấu ăn bị chủ chê nên chỉ giao cho giữ em chế linh vừa làm giúp việc vừa dành dụng tiền để mua sách vở cũ học thêm sợ bị ông chủ phát hiện nên đến đêm mới thắp đèn, đem sách ra đọc. một lần bị ông chủ phát hiện, ông mắng vì làm vậy sẽ gây cháy nhà. vì thấy ham học, ông chủ đã mua cho Chí Linh một bàn ghế, đèn học trong phòng để ông có thể đọc sách, còn chi tiền để đi học trên lớp. tới giờ Chí Linh vẫn vô cùng cảm kích về tấm lòng của vợ chồng người chủ đó. Chí Linh sinh năm 1942 nổi danh với những ca khúc nhạc vàng. Cho tới nay, dù đã gần 80 tuổi, nhưng giọng hát rất riêng biệt của ông vẫn còn được rất nhiều người yêu quý. Có thể kể đến những tác phẩm mang đậm dấu ấn của ông như Mùa xuân của mẹ, Hoa trinh nữ, Đoạn buồn cho tôi, Mười năm tình cũ. Đây đều là những ca khúc có ca từ gia diết sâu lắng, được chất giọng chế linh biến thành những ca khúc bất hủ. Cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Hương Lan Lên sân khấu cải lương lúc 5 tuổi và trở thành danh ca tân nhạc nổi tiếng. Ca sĩ Hương Lan tên thật là Trần Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 9 tháng 5 năm 1956 tại Sài Gòn, là con cả trong gia đình có 5 người con. Thân phụ của cô là nghệ sĩ cải lương Hữu Phước, rất nổi tiếng ở miền Nam Việt Nam thập niên 60. Tiếng hát Hương Lan nổi tiếng với sự ngọt ngào đặc trưng, đặc biệt là với dòng nhạc quê hương âm hưởng dân ca Nam Bộ. Cô cũng nổi tiếng với dòng nhạc vàng từ khi còn nhỏ, lúc mới 12, 13 tuổi cho đến tận ngày nay. Khi lên 5 tuổi, ca sĩ Hương Lan đã lên sân khấu Thanh Minh Thanh Nga với một vai phụ trong vở cải lương Thiếu phụ Nam Sương. Đoàn Thanh Minh Thanh Nga trong thời gian diễn vở cải lương này căng một biểu ngữ lớn trước rạp với hàng chữ vở tuồng có sự tham gia của thần đồng Hương Lan, ái nữ của nghệ sĩ Hữu Phước. Dù bước lên sân khấu lần đầu tiên, nhưng Hương Lan đã tỏ ra dạng dĩ với vai trò được giao phó. Ngay sau lần xuất hiện đó, Hương Lan đã được những ký giả kịch trường của hầu hết các nhật báo cũng như tạp chí Sài Gòn mệnh danh là thần đồng. Sở dĩ cô không sử dụng tên thật đi làm nghệ danh vì thời gian cô bắt đầu đi hát đã có một nghệ sĩ cải lương tên Ngọc Ánh. Sau khi hội ý với thi sĩ Kiên Giang Hà Huy Hà, thân phụ của cô là nghệ sĩ Hữu Phước đã đặt nghệ danh cho con gái là Hương Lan. Với nguyên nhân chính Hương Lan kể như sau. Ông Kiên Giang hỏi Hữu Phước, trong nghệ sĩ mày thích người nào nhất? Hữu Phước trả lời, dạ em thích Úc Bạch Lan với Thanh Hương. Kiên Giang bảo, tao lấy tên hai người này, tao đặt tên nghệ danh cho con mày. Hương Lan được chỉ dẫn vọng cổ bởi nhạc sĩ Sáu Tửng, thân phụ nhạc sĩ Huỳnh Anh, Thầy Sáu Tưởng khi đó sống chung với gia đình cô, đã có công chỉ dẫn nhiều cho cô về nhịp điệu, trong khi thân phụ cô chỉ dẫn cách diễn trên sân khấu. Nhưng thật ra Hương Lan cho biết cô học thẳng trên sân khấu nhiều hơn là học ở cha. Khi lên 9 tuổi, Hương Lan đã phải chứng kiến sự chia tay giữa bố mẹ vào năm 1965 với lý do được cô nói là sự lạ lướt của mấy ông nghệ sĩ nên má em không thích. Từ đó, gia đình Hương Lan lâm vào tình trạng khó khăn nên cô phải đi hát phụ với cha để giúp gia đình thời gian này hương lan càng lúc càng gây được nhiều sự chú ý nơi tính giả qua các vai trong các vở cải lương như thầy cai tổng bồi lan và điệp cũng như sau này là đôi mắt người xưa bóng chim tâm cá lên 10 tuổi, Hương Lan bắt đầu chuyển qua tân nhạc sau khi được nhạc sĩ Trúc Phương nhận ra khả năng giọng hát của cô và nhất là trước đó cô rất thích tiếng hát của Hoàng Oanh. Thời điểm đó Hoàng Oanh đã là một danh ca hàng đầu của nhạc vàng. Hương Lan thường nghe đàn chị hát rồi ea hát theo. Một lần nhạc sĩ Trúc Phương đến nhà chơi, tình cờ nghe Hương Lan hát. Ông khen có giọng tốt và gợi ý cho nghệ sĩ Hữu Phước chuyển qua tân nhạc. Thân phụ cô bằng lòng rồi để nhạc sĩ Trúc Phương qua nhà dạy nhạc cho cô. Dù là một nghệ sĩ cải lương tên tuổi, nhưng Hữu Phước có một chủ trương rất cởi mở, cho rằng nghề nào cũng là nghề cũng là sân khấu. Kể từ năm 1966, Hương Lan bắt đầu chuyển qua tân nhạc trong hình ảnh một cô bé mặc váy đầm xòe trên những chương trình đại nhạc hội duy ngọc tổ chức thường xuyên tại trạp quốc thanh. Hai năm sau, Hương Lan được mời ký hợp đồng với hãng đĩa Việt Nam để thu thanh những ca khúc tân nhạc cùng một số bản cải lương. Sau khi mãn hợp đồng với hãng đĩa Việt Nam vào năm 1970, cô sang hợp tác với trung tâm ban nhạc Trường Sơn do nhạc sĩ Duy Khánh chủ trương trong hai năm. Trước khi về với trung tâm Trường Sơn, Hương Lan đã ít xuất hiện trên sân khấu để chỉ chú tâm theo đuổi việc học. Khi bắt đầu bước chân vào ngưỡng cửa trung học trường Nguyễn Bá Tòng, nhưng vì đam mê nghệ thuật nên việc học vấn của Hương Lan chấm dứt rất sớm khi cô mới học hết năm đệ ngũ. Ba muốn em lấy bằng trung học mà lấy không nổi, em học tới năm đệ ngũ, năm lên đệ tứ là em vọt rồi. Và cũng kể từ năm 1972, Hương Lan trở thành một ca sĩ tân nhạc độc lập, được mời thu thanh trên rất nhiều băng nhạc chung với nhiều nghệ sĩ khác, Ngoài phần thỉnh thoảng vẫn thu một số băng cải lương, cũng vào thời gian này, tiếng hát của bé Hương Lan trở thành quen thuộc với những thính giả đài phát thanh, đặc biệt qua những chương trình ca nhạc của nhạc sĩ Châu Kỳ. Cuối năm 1974, nhạc sĩ Ngọc Chánh thảo luận với cô để chuẩn bị thực hiện băng nhạc đầu tiên mang tên tiếng hát Hương Lan riêng cho cô trong bộ băng nhạc nổi tiếng Shotgun. Nhưng rất tiếc vì thực hiện không thành công do biến cố tháng 4 năm 1975. Thời điểm này, thân phụ của bà có quốc tịch Pháp từ trước nên sang Pháp định cư theo diện hồi hương. Hương Lan lập gia đình với nghệ sĩ Chí Tâm vào năm 1976, sau đó cô hoạt động trong lĩnh vực cải lương hơn một năm với những buổi trình diễn tại Sài Gòn và các tỉnh qua một số sản phẩm như Tình yêu và Bảo Chúa, Cây sầu riêng trổ bông. Vợ chồng Hương Lan Chí Tâm được nghệ sĩ Hữu Phước Bảo Lãnh sang Pháp vào năm 1978 với con trai đầu lòng tên Henry Dương Bảo Nhi và bắt đầu đi vào giai đoạn mới trong cuộc sống cũng như sinh hoạt nghệ thuật. Vợ chồng Hương Lan Chí Tâm trải qua thời gian chật vật trong những năm đầu tiên ở Pháp. Hai người cùng con trai đầu lòng cư ngụ ở Pontois, một vùng ngoại ô Paris trong một căn phòng được chính phủ cấp. Để mưu sinh, Hương Lan hàng ngày phải đáp xe lửa lên Paris để cuốn chả giò cho một công ty Việt Nam ở đây trồng trả suốt 8 tiếng. Được một thời gian, cô chuyển qua làm cho một hãng kẹo, chỉ hoạt động theo từng mùa trong năm. Một lần nữa, Hương Lan phải xoay qua làm thu ngân cho một siêu thị tại Paris. Thời gian này, hoạt động văn nghệ hải ngoại tại thủ đô nước Pháp vẫn còn ít. Tuy vậy, Hương Lan vẫn bị chụp mũ là việc cộng bởi một số tổ chức cực đoan ở hải ngoại. Lý do là cô đã cộng tác với một đoàn văn nghệ của chế độ mới, giống như hầu hết những nghệ sĩ còn lại của Việt Nam sau tháng 4 năm 1975. Hương Lan cho biết đến khi nhận thấy cô không hề dính líu đến đoàn văn nghệ của hội sinh viên Việt Kiều yêu nước ở Paris, sự chống đối mới không còn nhắm vào cô. Song song với những công việc sinh nhai, Hương Lan bắt đầu đi hát vào những ngày cuối tuần từ năm 1979 tại những phòng trà và nhà hàng ca nhạc, cũng như những chương trình nhạc hội do nhà tổ chức Hải Phong thực hiện tại Rạp Melbourne. Hai năm sau, khi đến Pháp, cặp vợ chồng nghệ sĩ Hương Lan Chí Tâm đi đến đổ vỡ vào năm 1980 sau khi có thêm một con trai tên Patrick Dương Bảo Trang. Sự đổ vỡ cũng đến từ lý do Hương Lan cho là tính nghệ sĩ bay bướm của chồng. Nhưng sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ cho nhau những cảm tình tốt đẹp. Em với anh Chí Tâm lúc nào cũng quý nhau. Anh Chí Tâm bây giờ đã lập gia đình, có vợ bên Việt Nam qua. Tụi em vẫn thân nhau như anh em từ xưa tới giờ. Đối với tụi em, điều quan trọng nhất là tình đồng nghiệp. Bây giờ nghĩ lại, Hương Lan cho rằng sự đổ vỡ đó đến từ sự thiếu chính chắn của cả hai trong lứa tuổi còn trẻ. Thật sự mà nói thì cả hai lúc đó còn trẻ quá, Chí Tâm cũng còn trẻ, em cũng còn trẻ. Chí Tâm có những việc làm không suy nghĩ và cái trẻ của em thì không có thể tha thứ, chứ đặt vào trường hợp bây giờ thì chắc là không đến nổi. Năm 1985, Hương Lan đưa hai con sang Mỹ để tiến hành thủ tục cư trú do mẹ cô đã sang Tây từ năm 75 Bảo Lãnh. Đến năm sau, cô được chính thức cư ngụ tại Hoa Kỳ cùng hai con trai. Cũng trong năm 86, cô quen biết với người chồng hiện nay là Đặng Quốc Toản trong buổi tiệc mừng sinh nhật của Evit Phương vào tháng 2. Họ thành hôn về mặt pháp lý vào tháng 12 năm 1988. Sau đó Hương Lan theo học đạo công giáo để đến năm 1989, cô cùng với Đặng Quốc Toản tổ chức lễ cưới tại nhà thờ thuộc thành phố Anaheim, miền nam California. Hương Lan trở về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1994 cùng với những nghệ sĩ hải ngoại Quốc Anh, Đức Huy và Thảo My theo lời mời của một công ty điện toán Úc nhằm tổ chức những chương trình văn nghệ để quảng bá cho những sản phẩm của công ty này với mục đích đưa sản phẩm đó vào thị trường Việt Nam. Cô nghĩ rằng niềm ao ước được trở lại hát ở quê hương có cơ hội hình thành vì cho là dù sao cũng có cả một kỷ niệm, cả một tuổi thơ ở Việt Nam như cô tâm sự. Nhưng thực tế Hương Lan gặp nhiều khó khăn vì không được cơ quan thẩm quyền về văn hóa trong nước cho phép trình diễn trước khán giả. Ngoài việc cho phép cô thu băng đĩa hoặc video, Hương Lan vẫn không nản chí để năm sau quay trở lại Việt Nam tiếp tục xin phép để được hát trên sân khấu, nhưng một lần nữa cô chỉ nhận được sự từ chối. Mãi đến năm 1996, Hương Lan mới được phép trình diễn trước khán giả tại quê nhà sau khi cô cho là nhờ ở thiện chí phục vụ khán giả và niềm ước mơ tầm thường của mình được tiếp nhận. Sau khi trở ra hải ngoại, Hương Lan phải đương đầu với những sự khó khăn khác là sự chống đối mạnh mẽ quyết định về hát ở Việt Nam của cô. Cô đã lên tiếng phân trần với dư luận tại hải ngoại Nói thật, tất cả những khó khăn gặp phải trong nước hầu như không được để ý. Hương Lan tỏ ra chán nản khi tuyên bố là phải chi cô về nước được đón tiếp và được hát trầm trộ thì không nói làm gì, nhưng ngược lại phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới được hát mà vẫn bị chống đối. Tuy vậy, Hương Lan tỏ ra thông cảm với dư luận chống đối và kết án mà cô cho rằng chỉ có một số nào đó. Hương Lan còn nhấn mạnh về quan niệm luôn tôn trọng tự do của cô. Điều thứ nhất, mình phải tôn trọng sự tự do. Chỉ có điều đáng buồn là em tôn trọng sự tự do của người ta mà người ta không tôn trọng sự tự do của em hương lan nói rằng cô đã dùng tiếng hát của mình để nuôi sống gia đình và chính bản thân với những năm tháng còn lại cô mong muốn dùng tiếng hát của mình vào những công tác từ thiện từng theo đuổi nhiều năm nay để cảm thấy giọng hát của mình không phải chỉ để kiếm cơm mà phải làm cho ý nghĩa trước ngày rời sân khấu qua bài này hương lan có dịp đề cập đến những hoạt động của cô cũng như nói lên tất cả những điều muốn nói để những người yêu mến cô và cả những người chống đối cô có dịp hiểu rõ hơn về cô hương lan hiện chỉ tâm niệm một điều là sẽ cố gắng nhiều hơn trong những ngày còn đứng trên sân khấu trước khi giảm bớt những hoạt động nghệ thuật của mình để sống một cuộc sống bình thường đặc biệt là để chú trọng đến những công tác từ thiện